Chào anh Kim, anh Kim là nhà phân phối đại diện của New Skin tại Việt Nam. Anh Kim thấy cái cơ hội của công ty của mình như thế nào? Anh Kim có thể là chia sẻ với tất cả các anh chị em người Việt khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Xin chào các anh chị, tôi tên là Nguyễn Kim, tôi đến Mỹ do thư của New Skin mời qua để tham dự sự kiện tại Utah vừa tháng 3 vừa rồi. Qua cái sự kiện công ty, tôi thấy công ty phát triển rất là mạnh, và khi mà đi qua được thị trường Mỹ, có cơ hội và thị trường rất là rộng, và tôi rất là hy vọng là anh chị có thể xem đây là một cơ hội lớn của bản thân của mình. Hãy hợp tác với New Skin để được qua Mỹ làm thị trường, vừa đi một du lịch vừa được kiếm tiền và có thể thoải mái quen biết giao kết với rất nhiều bạn bè. Nếu anh chị chọn New Skin, tôi cho rằng anh chị đã có một sự lựa chọn rất là đúng đắn. Rất mong được làm đồng nghiệp với các anh chị. Bye.